cắt con nó nhảy này đi. Lấy cái cục 500 ra mình cột vô. Rà cái con V65. Trước mình quăng ở đây nó mới biết quăng nó rối dây phát là nó giật trả ngược lại cái khóa đấy, xài khóa đều quá. Xong rồi nó ngoắc cái khóa ra, nó rớt mất cái con V65. Giờ mình mang cục 500 mình mò với hy vọng biết là rất là mong manh rồi. 100 mò hên xui, không biết đâu được, có khi lại trúng sao, đúng không anh em? Chỉ sợ là nó nặng quăng không nổi cái ngọn mà cần mình đọt mờ. Có cây cây bọ nấc mà mang nó quăng cục thì 100 này, cột kiểu gì đây, chỉ sợ nó rớt 100 ra, hay là 100 nó có cái cạnh chỉ cắt dây. Mình mà mò được con V65 đấy thì chắc là có may mắn đấy, may mắn lắm mới được ạ. Thử xem sao vậy thôi, biết đâu gặp hên đúng không anh em. Mua nó giờ cũng mất 170 chứ ít gì, chưa tính tiền ship. Wow, có vẻ hơi nặng đấy. Wow, xem một quang đây. Cục không cần cong cần này à, chắc mà gãy cả cần chứ. Wow, không thể tưởng tượng được, chắc cầm cục 500 ném ra quá. Mưa nữa chứ, chân ném ra đằng này. Bữa nó lộ nó răng chỗ kia là phải cách đây cái tầm 15 mét. Nó cong quá tải, cái cần nó quá tải, gãy mẹ đòn cần mình ăn cứt.
Bây giờ hút được con rùi số 5 lên đây thì đúng là đẹp luôn đấy. Cứ cái điện thoại xuống nước thì ăn cứt.